Em xin chào cô chú anh chị em. Hôm nay mình chia sẻ cách làm hai món chay, tôm khô chay, ram bông chay. Rất là đơn giản dễ làm. Nếu các bạn yêu thích món này, cùng vào thực hiện với mình nha. Mình có thể mình làm bánh bột lọc, bánh mì, cơm chiên. Rất là nhiều món luôn nha các bạn. Giờ các bạn có thể mình ăn cái này cái kia một chút cho nó dễ nè, đó nó có đủ thứ màu. Với chị mình nêm thì các bạn có thể mình nêm vừa, các bạn cho nước tương. Đây là tương ớt, mình ăn cay thì mình cho nhiều. Rất là mời các bạn nha, rất là đơn giản mà nó rẻ tiền nữa đó. Cái này chỉ có 3 đồng thôi các bạn, có 3 đồng mà làm được nhiều quá chừng luôn nè. Ở đây là mình có thịt chay các bạn, ở đây là mình mua ở Khao Phlan nè, một bịch như vậy là 300 gram. Mình ngâm cái này mình làm hai loại, một nửa thì mình làm trà bông chay, một nửa thì mình làm tôm khô chay. Giờ mình lấy nước sôi mình ngâm nha các bạn. Mình ngâm với nước sôi á thì nó mau mềm hơn. Cái này nó cứng. Ở đây là mình giới thiệu một cái máy. Cái máy này nó có là 500W nha các bạn. Đây nè. 500W. Là cái máy này để xay rau á. Mình lấy cái bằng nhựa đó các bạn. Mình có thể mình xay thịt chay để mình làm ram bông được. Ở đây là mình mua là 16 đồng 99 nè, bao nhiêu 17 đồng cái máy. Đây là cái lưỡi dao bằng nhựa. Còn các bạn mà thịt á, các bạn xay lấy cái nhựa ra mình xay bằng sắt nha. Còn mình muốn xay rau hoặc là mình xay thịt chay á, thì mình gắn cái nhựa vô. Đó các bạn nè, tháo ra được nè ha. Rồi xong rồi mình cứ gắn vô thôi. Đây là cái nắp của nó, là một số, hai số, nó có hai số. Cái này ở đâu cũng có bán đấy các bạn ơi. Các bạn mà tìm cái máy mà các bạn có thể hỏi là cái máy xay rau á là nó đều có hết. Tiệm nào cũng có bán, cái này mình mua ở Lidl hoặc là ID nó cũng có bán nữa, nó rẻ, rất rẻ. Cái máy này các bạn, nó làm xay nước đá cục luôn nè. Đây là nước đá cục nè. Còn đây á là rau. Đây là hành. Nè, nó có cái nó hết, một bộ của nó nè các bạn. Đó, mình lấy cái rau ra. Xay cắt rau luôn. Mình làm nước sốt cũng được. Giờ thì nó nở hết rồi các bạn. Giờ mình đi đem đi rửa sạch nha. Mình nó vo khoảng chừng 2 nước rồi các bạn. Giờ mình nó cho vô máy. Mình cho ít thôi các bạn, mà cái mình không có cho nhiều. Mình chuẩn bị mình xay á, mình cho là cái số 1 trước các bạn. Giờ mình bấm cái số 2 nha. Giờ mình bay xay một lúc rồi các bạn, trộn ở dưới trên cho nó đều lên nha. Máy này hay quá, mình cũng mới mua mình thử các bạn. À, các bạn thấy giờ nó bông lên thấy không? Đó. Bạn thấy giờ nó bông dễ sợ luôn. Nó thay ra từng sợi cũ luôn, nó không có như hầm mình nát như là mình xay bằng cái lưỡi dao bằng sắt nha các bạn. Nhớ là các bạn xay bằng cái lưỡi dao bằng nhựa thì mới được. Cái này bây giờ đang ở Lidl nó còn bán nha các bạn. Đó, ngon chưa?
các bạn xay á, các bạn để số 1 thôi các bạn. Bạn thấy giờ nó bông ra. Nó giao vậy thôi mà mình xay được thịt chà bông chay. Rất là đơn giản. Nó có hai lưỡi. Cái máy đó các bạn, mình xay một bịch như vừa nha, đừng có xay nhiều quá các bạn. Cái máy đó nó chịu không nổi, nó cháy đó. Cho nên mình muốn giữ cái máy cho nó lâu chút xíu. Thì mình xay một bịch 300g thịt thôi. Các bạn ở Việt Nam mà trường hợp các bạn có muốn xay á, bạn mua cái máy mà để dành xay rau á, là người ta biết rồi. Bây giờ mình nêm cái bột nêm cho nó vừa ăn tùy thích các bạn nêm nếm nha. Đây là một muỗng canh bột nêm. Muối thì mình dùng một muỗng cà phê, đường thì mình dùng một muỗng canh. Nhiều bạn trộn cho đều lên các bạn. Bây giờ mình trộn cái bột nêm gia vị rồi cho nó đều hết rồi. Bây giờ mình phải chia ra làm hai, một cái thì mình làm tôm khô chay, một cái thì làm rong bông chay nha. Cho phân nửa qua đây. Tùy thích mà các bạn muốn làm tôm khô chay nhiều hoặc là ram bông chay nhiều thì các bạn có thể mình chia ra. Làm tôm khô chay nhiều thì mình còn để bột ớt đó các bạn. Đây mình cho 2 muỗng cà phê. Nếu mà màu nó chưa đẹp thì các bạn cho thêm nha. Màu nó chưa có đỏ lắm mình cho thêm một muỗng cà phê nữa. Cho nó đỏ chút nữa. Các bạn mua cái ớt bột nào mà cái cảm thấy nó đỏ hơn thì các bạn nhắm cái màu đẹp nha. Các bạn thấy bây giờ cái màu nó đẹp rồi nè. Đây mình làm hai loại nữa các bạn. Đây là ram bông chay. Đây là tôm khô chay. Giờ mình bắt cái chảo lên nha các bạn. Cho ram bông vô. Các bạn không cho dầu ăn nha. Mình chỉ tao cho nó khô thôi. Mình để cái lửa xuống nhỏ nhỏ thôi. Các bạn cái nào mà cái chuột nó xay nó chưa có bể á, các bạn cái đè thịt thì nó mau mềm lắm. Mình ép nó xuống gì cái là nó tơi ra rồi các bạn. Bây giờ nó sột sạc á là nó khô các bạn. Đó. Giờ mình đổ ra cái mâm này các bạn. Mâm inox á. Mình cho nó khô nữa. Tại mình mới xào nó còn nóng á. Các bạn cho nó ra gió hoặc là các bạn có thể mình ra nó phơi hơi khô khô chút xíu nó có nắng á. Bây giờ mình cho cái tôm khô chay này vô. Cũng xào cũng giống vậy luôn các bạn, cho nó khô lẫn nhau. Cho ra cái mâm thì nóc này nha. Cho nó khô. Vì cho ra ngoài gió chút xíu nha các bạn. Cho nó mau khô mình mới cất được lâu nha. Cho nó thật khô á. Có nắng thì mình đem ra ngoài nắng mình phơi. Bây giờ mình đã làm xong rồi các bạn ơi. Tôm khô chay và ram bông chay. Dễ làm các bạn. Bây giờ mình sẽ dừng video tại đây nha. Mình hẹn các bạn video kế tiếp. Chúc các bạn được thành công mọi việc nha. Sức khỏe dồi dào. Xin chào.